Kính chào quý vị, áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão, với đường đi dự kiến hướng vào miền Trung Việt Nam trong vài ngày tới. Những thông tin mới và nóng sẽ được cập nhật trong Chuyển động Duyên Hải chiều nay. Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 trên Biển Đông đang di chuyển nhanh với hai kịch bản xảy ra. Mưa lũ bất thường ở Bình Phước khiến ngập nhiều nơi, quốc lộ 14C bị chia cắt. Hai vợ chồng ở Quảng Ngãi nhập viện sau khi ăn cá nóc. Nhiều học sinh ở Hà Giang và Gia Lai nhập viện nghi ngộ độc sau tiệc liên hoan trung thu. Bắt hai thanh niên hack Facebook của người sống ở nước ngoài, lừa đảo khoảng 10 tỷ đồng của 500 bị hại. Áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão với hướng đi phức tạp. Các dự báo đến hiện tại sẽ hướng về khu vực Bắc Trung Bộ vào khoảng cuối tuần này. Lúc 16 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng từ 25 đến 30 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng từ 20 đến 25 km/h. Đến 16 giờ chiều mai ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/h, sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông đông nam. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Các địa phương miền Trung đang khẩn trương triển khai phương án phòng chống ngập lụt đô thị, sẵn sàng ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4 và mưa lớn. Trong ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Bình Định đã có những công văn ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu lãnh đạo các huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão và ứng phó sạt lở núi đồi, ngập úng đô thị trên địa bàn, kịp thời cập nhật tình hình thời tiết để có chỉ đạo phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Khu vực đô thị cần triển khai sớm kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước, không để ngập úng cục bộ hoặc diện rộng kéo dài trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Cùng với lực lượng vũ trang, công tác tìm kiếm cứu nạn ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai còn có sự góp sức của hai đoàn tình nguyện đặc biệt đến từ các tỉnh phía Nam. Ngay khi có thông tin sạt lở ở thôn Nậm Tông, các thành viên trong nhóm tình nguyện viên tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh lập tức lên đường vượt gần 2.000 km đến điểm sạt lở tham gia tìm kiếm cứu nạn. Anh Đinh Hoàng, trưởng nhóm, liên tục chỉ đạo hướng dẫn các thành viên thực hiện tìm kiếm các nạn nhân qua bộ đàm. Đồng hành cùng có nhóm tình nguyện viên đến từ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có 15 thành viên. Địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, sóng điện thoại chập chờn không làm cản bước tinh thần quyết tâm của các tình nguyện viên. Với các thiết bị chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong tham gia tìm kiếm cứu nạn, các tình nguyện viên đã giúp ích khá nhiều trong công tác tìm kiếm nạn nhân tại Nậm Tông. Hơn 115 người dân thôn Kho Phàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã được di chuyển xuống núi an toàn vào chiều hôm qua. Các hộ dân được bố trí chỗ ở tạm tại khu vực sân bóng của xã. Hơn 20 lều dạ chiến, điện chiếu sáng đã được lắp đặt, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho người dân sinh hoạt. Tuy nhiên, do thời tiết nóng, khu vực di chuyển đến ở còn thiếu một số thiết bị điện, nên chiều qua, người dân được bố trí ở tại nhà văn hóa xã. Trước đó 2 ngày, 23 cháu nhỏ của 17 hộ dân đã được các thầy cô giáo đón đến các trường học. Địa điểm dựng làng mới cho các hộ dân cũng đã được lực lượng chức năng tỉnh và huyện bố trí. Lợi dụng bão số 3 phức tạp, nhiều người đã giả mạo tổ chức uy tín nhằm quyên góp và trục lợi tiền ủng hộ đồng bào vùng bão lũ hoặc đưa thông tin sai lệch, không đúng sự thật về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả sau bão. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa cảnh báo, trên các trang mạng xã hội những ngày qua xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo Hội Chữ thập đỏ nhằm vận động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết nhiều địa phương đã xử lý việc đưa tin giả. Hải Dương đã xử lý 21 trường hợp tung tin giả về mưa lũ trên các mạng xã hội. Công an Bắc Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng đã xử lý rất nhiều các trường hợp tung tin giả để vỡ đê. Chỉ trong một tuần, từ khi bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc,
Bộ Thông tin và Truyền thông còn phối hợp với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, TikTok để gỡ bỏ gần 90 thông tin sai sự thật và chặn các tài khoản đăng tải thông tin xuyên tạc về tình hình phòng chống thiên tai. Trung tâm xử lý tin giả thông tin xấu độc Việt Nam cũng tiếp nhận 45 trường hợp tin giả chuyển đến các cơ quan chức năng điều tra và xử lý. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cảnh báo người dân cần tỉnh táo để xác thực các thông tin trước khi chia sẻ. Mưa lớn kéo dài từ tối qua đến sáng nay khiến nhiều nơi trung tâm thành phố Phú Quốc bị ngập, có nơi sâu gần 1 mét. Sáng nay nhiều tuyến đường trung tâm thành phố đều ngập sâu. Chính quyền thành phố Phú Quốc đã điều lực lượng quân đội, công an, dân quân tới hỗ trợ di dời người và tài sản ở một số khu vực nước lớn. Theo Đài khí tượng Thủy văn Kiên Giang, từ tối qua đến hôm nay, thành phố Phú Quốc mưa rất to. Dự báo mưa còn kéo dài trong hôm nay. Hai hôm trước, tàu cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc, đảo Nam Du ngưng chạy do thời tiết xấu, hiện chưa hoạt động lại. Hôm nay, nước lũ dâng cao khiến nhiều cây cầu ở Bình Phước, nhà cửa, ruộng vườn của người dân ngập sâu. Quốc lộ 14C và đường liên xã bị chia cắt. Tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Bình Phước với tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh Tây Nguyên là quốc lộ 14C bị ngập sâu ở đoạn qua xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Nhiều cây cầu trên địa bàn huyện cũng bị ngập, chia cắt giao thông. Trong sáng nay, lực lượng chức năng huyện đã sơ tán các hộ dân trong vùng bị ngập, tổ chức chốt chặn không để người dân lưu thông qua các tuyến đường ngập sâu trong nước. Ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị đột quỵ não khi đang ở trên vùng biển Trường Sa được cấp cứu tại bệnh xá đảo Sơn Ca. Ông Lê Văn Lành, 50 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị đột quỵ não khi đang ăn cơm trên thuyền. Lúc này, thuyền đang trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sơn Ca 25 hải lý. Bệnh nhân được tàu cá đưa vào cấp cứu ở bệnh xá đảo Sơn Ca. Các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não do tăng huyết áp kịch phát. Sau 30 phút cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo hơn, hiện tiếp tục được theo dõi tại quân y bệnh xá đảo Sơn Ca. Hai vợ chồng ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nhập viện với chẩn đoán nghi ngộ độc do ăn cá nóc. Hiện cả hai đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Chiều qua hai vợ chồng này có ăn cá nóc. Chỉ sau 1 giờ đã xuất hiện các triệu chứng choáng, tê đầu lưỡi và sau đó là tê toàn thân, được người thân đưa nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Người chồng có triệu chứng nặng hơn, nhập viện trong tình trạng ngừng tim. Bệnh nhân được cấp cứu, ngừng tuần hoàn và chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Chống độc, trong tình trạng mê sâu, ngừng thở, phải chỉ định thở máy. Người vợ triệu chứng nhẹ hơn và được chỉ định điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm. Đến sáng nay, sức khỏe người chồng có cải thiện hơn. Bệnh nhân đã tỉnh, tự thở, có dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu, cộng bệnh lý nền về phổi nên bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực. Người vợ sức khỏe đã ổn định. Sau khi ăn tiệc liên hoan trung thu được tổ chức tại trường, 55 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc và nhập viện trong đêm. Tối ngày 15 tháng 9, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức cho gần 300 học sinh liên hoan trung thu. Sau khi ăn 15 phút, nhiều em có triệu chứng đau đầu, buồn nôn, đau bụng. Ngay sau đó, 55 học sinh được thầy cô đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần. Các bác sĩ chẩn đoán là do ngộ độc thực phẩm. Sau khi cấp cứu ban đầu, đã làm các xét nghiệm, sàng lọc, lấy mẫu vật phẩm và chờ kết quả của phía cơ quan y tế kết luận. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, tỉnh táo. Tại Gia Lai cũng xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở học sinh. 21 học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều triệu chứng ngộ độc sau khi uống trà sữa. Sáng hôm qua, Ban đại diện phụ huynh lớp 71 trường trung học cơ sở Tôn Đức Thắng tổ chức liên hoan dịp Tết Trung Thu cho học sinh. Thực đơn có trà sữa từ quán ở phường Hội Thương, thành phố Pleiku. Sau khi uống, có một học sinh bị đau bụng, buồn nôn, chóng mặt. Trạm y tế phường thống nhất đến kiểm tra, trong 34 học sinh uống trà sữa, có 21 em có biểu hiện ngộ độc. Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản đề nghị Sở Y tế Gia Lai tạm đình chỉ hoạt động tiệm trà sữa nghi ngờ gây ngộ độc khiến 21 cháu học sinh bị đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Đồng thời điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc. Lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Khoảng 2 giờ 50 phút sáng nay xảy ra vụ tai nạn trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến hai người đi xe máy thương vong. Xe máy mang biển số Tiền Giang do một nam thanh niên khoảng 19 tuổi điều khiển, chở một người đàn ông hơn 30 tuổi. Khi đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đã tông vào đuôi xe container đang dừng sát lề đường. Cú tông mạnh làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, còn người đàn ông ngồi sau bị thương được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay xảy ra vụ xe khách bốc cháy dữ dội khi đang dừng đậu ở chợ phiên xã Tả Xiên Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Sau một tiếng nổ lớn, người dân đã thấy xe khách bốc cháy dữ dội tại một bãi đất trống. Chủ xe khách là người ở thành phố Điện Biên Phủ, thuê nhà nghỉ trọ ở gần đó cũng chạy đến hiện trường. Tuy nhiên do cháy rất lớn nên không thể dập lửa, xe bị thiêu rụi toàn bộ. Phòng thiết bị thư viện của trường tiểu học 2, thị trấn Rạch Cốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy vào 22 giờ đêm qua. Ngọn lửa bùng phát lớn, người dân lân cận trường học đã hô hoán và trình báo chính quyền địa phương. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Ngọc Hiển cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây hư hỏng gần như hoàn toàn mái tôn, nhiều vật dụng, đồ dùng học sinh bên trong phòng. Nguyên nhân vụ cháy cũng như tài sản bị thiệt hại đang được thống kê điều tra làm rõ. Đầu giờ chiều hôm nay xảy ra vụ cháy lớn ở kho quần áo của hộ kinh doanh nằm ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vụ cháy xảy ra khoảng 13 giờ chiều nay tại căn nhà cấp 4 của hộ kinh doanh thuê làm kho chứa quần áo. Người bên trong căn nhà kịp thoát ra ngoài an toàn. Khói từ đám cháy bốc cao hơn chục mét. Người dân dùng bình cứu hỏa tại chỗ chữa cháy nhưng không thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng hai xe cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường. Do đám cháy nằm trong ngõ nhỏ nên việc đưa phương tiện thiết bị vào dập lửa khá khó khăn. Sau một tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt. Liên quan đến vụ vỡ hụi tiền tỷ xảy ra tại thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố chủ hụi là bà Ngô Thị Lan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 5 vừa qua, bà Lan tuyên bố vỡ hụi, hủy sổ cái, thông tin về người chơi và số tiền hàng tháng. Theo thống kê mới nhất, đã có gần 300 người dân tham gia với số tiền đã đóng cho chủ hụi hàng tỷ đồng. Ngay sau vụ việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Yên Phong phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc, ổn định tình hình dư luận. Hôm nay, Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 82.01.x là ông Nguyễn Xuân Đảm về hành vi nhận hối lộ. Theo cơ quan điều tra, ông Đảm lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm, nhận tiền của các chủ phương tiện để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Số phương tiện được cấp đăng kiểm sai pháp luật và số tiền những người này đưa và nhận lót tay chưa được công bố. Hai nghi phạm hack tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của 500 bị hại vừa bị bắt giữ ở Quảng Trị và bị di lý về thành phố Đà Nẵng để điều tra. Hai nghi phạm là Cao Văn Hiếu, 28 tuổi và Mai Quốc Thanh, 26 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đã bị bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của nhiều nạn nhân về việc bị nhóm người mạo danh, người thân ở nước ngoài nhắn tin gọi điện, dụ dỗ góp tiền làm ăn rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh danh tính của các nghi phạm. Lúc 0 giờ sáng nay, Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đột kích vào nơi nhóm tội phạm ẩn náu ở huyện Triệu Phong, bắt giữ Cao Văn Hiếu và Mai Quốc Thanh. Trong ngày hôm nay, cả hai bị di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra vụ việc. Bước đầu khai nhận dùng thủ thuật hack tài khoản Facebook của những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó dùng những tài khoản này nhắn cho người thân ở trong nước, dụ dỗ góp tiền làm ăn rồi chiếm đoạt. Từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã hack 1.000 tài khoản Facebook và chiếm đoạt tài sản của hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Nẵng đã liên hệ được 3 người ở các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang và Thừa Thiên Huế với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 440 triệu đồng. Một người ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt 750 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét các nghi phạm có liên quan, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, làm rõ nguồn tiền chiếm đoạt để phục vụ công tác điều tra.
Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định đã vây bắt được hai nghi phạm vừa thực hiện một vụ cướp giật. Cả hai nghi phạm cùng quê tỉnh Gia Lai. Tối qua, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản ở phường Tam Quang, thị xã Hoài Nhơn, nhóm này đã bỏ chạy theo quốc lộ 1. Nhận được tin báo từ công an thị xã Hoài Nhơn, tổ cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định đang làm nhiệm vụ ở quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, đã đón lõng bắt được hai nghi phạm cùng với tang vật vừa cướp giật. Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng đặc biệt lớn. Công an đã tạm giữ 6 người liên quan trú ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xác định nghi phạm cầm đầu đường dây là Che Triệu Mãn, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Hoa, sinh năm 1996, trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công an thu giữ hơn 3.000 giấy tờ tài liệu giả liên quan đến 62 tỉnh thành, gồm giấy phép lái xe, đăng ký xe mô tô, căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chứng chỉ nghiệp vụ do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cấp. Hai con dấu giả theo mẫu dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các nghi phạm khai nhận hành vi làm giả giấy tờ và bán ra thị trường loại giấy tờ tài liệu giả, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt lớn, số lượng tài liệu giả được sản xuất và bán tới gần 30.000 giấy tờ giả các loại trên phạm vi 62 tỉnh thành. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất cán bộ công chức viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 9 ngày liên tục. Khác với các năm trước, tại dự thảo tờ trình lần này, Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất duy nhất một phương án nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ gồm nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Công chức viên chức nghỉ Tết âm lịch năm 2025 từ thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến hết Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2025 dương lịch, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết âm lịch công chức viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Cập nhật tin tức nhịp sóng Biển Đông. Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục cho Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là nơi lưu giữ và trưng bày hai bộ xương cá ông được phục dựng trên đảo lớn nhất Việt Nam. Hai bộ xương cá ông còn nguyên vẹn, bảo tồn tại di tích Lăng Tân, được các nhà nghiên cứu xác định có niên đại trên 200 năm. Bộ lớn hơn có chiều dài trên 22 mét, tên là Đồng Đình Đại Vương. Bộ nhỏ hơn có chiều dài 18 mét, được người dân gọi là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Mỗi bộ xương cá ông gồm có 50 đốt xương sống, xương đầu cao 4 mét, xương ngà dài 4,7 mét. Sau khi được phục dựng, hai bộ xương cá ông tại Lăng Tân và tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá ông được huyện Lý Sơn bảo tồn, khai thác, trở thành sản phẩm du lịch mới lạ, đặc sắc, phục vụ khách tham quan đảo. Tục thờ cúng cá ông là tín ngưỡng văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển. Việc tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam với hai bộ xương cá ông giúp địa phương bảo tồn tốt hơn tín ngưỡng của người dân vùng biển, đồng thời địa phương có thêm một sản phẩm du lịch độc đáo giới thiệu đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.